Kính Kính thưa thưa quý quý vị, vị, sáng hôm nay là ngày mùng 1 Tết Tây năm 2023. Chúng tôi xin chúc quý vị một năm mới an vui, thịnh vượng và tinh tấn. Sáng nay chúng tôi thấy bên kênh Doãn Như Lân có đăng một cái bài tựa đề là Không muốn nhắc đến nhưng chính chúng hành động ngông cuồng cần phải vạch mặt. Và chúng tôi cũng nhận thấy rằng trong đó có một cái chi tiết mà về cái bài báo của bà Lan cố tình đăng tên của Bác Hồ vào trong cái danh sách của những người gọi là những nhà độc tài đẫm máu nhất thế giới. Thì cái bài này chúng tôi đã vạch trần từ rất là nhiều năm qua, nhưng mà thế lực của họ rất là dai dẳng, rất là bền bỉ. Họ cứ đem những cái bài báo sai trái đó ra, cứ nhắc tới nhắc lui, và anh Doãn Như Lân cũng có đề cập tới một chút. Thì nhân đây chúng tôi cũng xin làm rõ về cái bài báo Ba Lan mà để tên Bác Hồ vào trong 10 13 người trong danh sách đó. Thì cái sự việc nó như thế này. Báo Ba Lan nó tên là Polska đó, là nó làm như vậy là cái việc làm vô giá trị. Và sau đó thì dưới cái áp lực, người ta lên tiếng chỉ trích nó nhiều quá, thì nó đã thay đổi, nó lấy tên Bác Hồ ra. Vì những lý do sau đây, chúng tôi đưa ra những cái lập luận mà dựa theo những cái phản ứng, những cái nhận xét của những người đọc báo ở dưới đó. Đó là một việc làm vô giá trị vì những lý do như sau. Thứ nhất là sự xếp hạng của cái báo này chỉ xét các nhà độc tài thuộc ba thể chế chính trị là phát xít, cộng sản và quân phiệt mà thôi, nhưng mà họ không kể đến những cái tên độc tài thuộc phe gọi là tự do như là nước Mỹ chẳng hạn. Đó là sự vô giá trị thứ nhất. Cái vô giá trị thứ hai đó là không phải một việc nghiên cứu khách quan, thiếu vô tư, đó là chỉ là một sự đổ tội một cách nghịch lý và mang tính cách phe phái chính trị chống lại quyền lợi của dân Việt Nam. Thứ ba, tờ báo đó vô giá trị vì nó đổ hết trách nhiệm về sự tổn thất nhân mạng liên hệ trong cuộc chiến dài 24 năm cho chỉ với cụ Hồ thôi, là một cái phe chống ngoại xâm mà họ không nói gì đến những cái quân xâm lăng như Pháp, Mỹ là những kẻ đang xâm lăng trên cái lãnh thổ Việt Nam. Chưa kể, cái sự vô giá trị của tờ báo đã bỏ lơ sự tàn ác của gia đình họ Ngô vì muốn nhân danh quyền lực, muốn cải đạo toàn dân cho Vatican, dùng chiêu bài chống cộng và tố cộng đã giết hại, oan ức và tra tấn tàn ác biết bao người trong 9 năm máu lửa. Thì bằng chứng là trong cái sách mà của người ngoại quốc phát hành đó, mà chúng tôi cũng có dịp nhắc tới nhắc lui hoài, đó là trong sách đó là Tyrants: A History of 100 Most Evil Despots and Dictators của Nigel Cawthorne, do nhà xuất bản Barnes and Noble ở New York năm 2004. Dịch tiếng Việt là Những Bạo Chúa: 100 tên chuyên quyền và độc tài ác nhất trong lịch sử nhân loại, chứ không phải là chỉ có thế kỷ 20 giống như là cái tờ báo Ba Lan trên. Tờ báo Ba Lan trên là chỉ kể trong thế kỷ 20, nhưng mà đây là những cái người mà có tên trong cái danh sách chuyên quyền, độc tài và ác độc nhất trong lịch sử nhân loại. Đó, thì trong đó lại có tên Ngô Đình Diệm, mà trong sách đó lại không có tên của Hồ. Đấy, quý vị nhớ kỹ cho cái điều đó, là cuốn sách đó là tên là Những Bạo Chúa, 100 tên chuyên quyền và độc tài ác nhất trong lịch sử nhân loại. Đấy. Thứ tư là bạn đọc của tờ báo đó có tên là Leon 10, viết rằng cái chữ Ba Lan thì tạm dịch là thật là một cách xếp hạng bẩn thỉu. Sao không kể Johnson? Sao không kể Nixon? Sao không kể Tổng thống Bush? Bạn nghĩ rằng bạn đang nói chuyện với những người ngu dân chắc? Đó là cái phản ứng của một cái người bạn đọc của tờ báo đó, và tờ báo Ba Lan đó, tờ báo Polska đó. Rồi có một bạn đọc khác phản ứng như thế này, tên là cái ông này tên là Slawa, thì tôi đọc theo cái âm như vậy theo mình, nhưng mà không biết đọc đúng nó như thế nào. Thì ông Slawa nói rằng trong số các nhà độc tài đẫm máu nhất trong thế kỷ 20, không biết tại sao không thêm các nhà độc tài mà ngày nay vẫn còn sát hại người ta. Đây là chế độ của các nhà độc tài theo Mỹ. Lẽ ra thêm vào thứ 14 là Hàn Quốc,
Iraq, Afghanistan và các cuộc xung đột đã giết không dưới 4 triệu người thuộc các quốc tịch khác nhau. Tại sao lại bỏ qua những thống kê tội phạm Mỹ? Tại sao thế giới im lặng? Việt Nam, Iraq hay Afghanistan có đe dọa thế giới hay không? Tại sao các tổ chức toàn cầu, các phương tiện truyền thông bỏ qua tội ác của Mỹ? Đấy, quý vị suy nghĩ những cái câu hỏi của tác giả Slawa này và chúng ta tự tìm lấy câu trả lời. Tức là họ có truyền thông mạnh, họ cứ bịt miệng người khác thôi. Sau cùng họ cũng giống như Hitler, đốt người còn sống. Thậm chí như tội ác ở Mỹ Lai, đó là nơi đốt người còn sống với bom napalm, hãm hiếp và giết phụ nữ, giết trẻ em vô tội, những người không thể tự vệ. Tác giả của báo cáo này phải khẩn trương bổ sung những kẻ độc tài do Hoa Kỳ tạo dựng vẫn còn hoạt động. Tức là người ta yêu cầu cái tờ Polska của Ba Lan này phải thêm những người độc tài do Hoa Kỳ tạo dựng. Đó, thì với nhiều cái lý lẽ của người ta đưa ra cho nên cái tờ báo đó sau 18 ngày, tức là nhằm cái ngày 23 tháng 3 năm 2013, thì bài báo được điều chỉnh lại, tức là có hơn 2 tuần thôi. Thì họ điều chỉnh lại và chúng tôi cũng may mắn chụp được cái tờ báo lúc đó. Họ chỉ nêu ra 12 người trong danh sách mà thôi. Thì đây là cái hàng chữ bằng tiếng Ba Lan. 12 nhà độc tài đẫm máu nhất trong lịch sử trong thế kỷ thứ 20. Và trong đó là không có tên Cụ Hồ. Đấy, thì chúng tôi chỉ cho quý vị thấy cái chữ Ba Lan có nghĩa là 13. Và cái chữ có nghĩa là 12 để quý vị xem xét. Ngoài những cái lý luận đã trình bày về cái sự vô giá trị của bài báo Ba Lan trên á, thì xin nhắc lại những điểm mà kênh Doãn Như Lân đã nêu, như là chuyện khách sạn Carlton ở Anh Quốc á, hãnh diện khi ghi tên Bác Hồ lên cái tấm biển ở bên tường ở bên ngoài để kỷ niệm Bác Hồ có ở đó làm phụ bếp một thời gian từ năm 1913. Rồi thí dụ như nước Pháp, thủ đô Paris còn tượng của Bác Hồ dựng lên và trên một cái bức tường ở Paris, nơi mà ghi dấu 100 nhân vật làm nên thế kỷ thứ 20 thì có ảnh Bác Hồ trong đó. Rồi còn nhiều nơi khác ở trên đất Pháp cũng có những cái nơi lưu dấu rất là trân trọng đối với Bác. Rồi ngoài ra ở trên thế giới này có rất là nhiều nước có dựng tượng của Bác, chắc cũng có trên 20 nước. Không những thế mà ảnh hưởng của Bác Hồ và nước Việt Nam còn vang mãi đến tận ngày nay, chứ không phải là chỉ có là trong kỷ niệm thôi. Thí dụ như là thỉnh thoảng ta thường thấy có một vài nhóm hoạt động tranh đấu chính trị gì đó như ở Pháp, thì chúng ta cũng thỉnh thoảng thấy họ dùng cờ đỏ sao vàng của Việt Nam nữa. Và hiện nay là đội quân hòa bình quốc tế của Việt Nam đó, rất được yêu mến và tôn trọng ở Nam Sudan. Ở đó cũng lộn xộn, cũng có những kháng chiến quân, nhưng mà khi mà họ thấy cờ Việt Nam mà đi kèm với cái cờ tổ chức đến đó, thì họ không có ngăn cản cái quân đội Việt Nam đi đến để cứu trợ. Đó là những cái thí dụ rất là hùng hồn, chứng minh là Bác Hồ được kính trọng khắp nơi trên thế giới và từ xưa cho tới nay. Thì một vài cái những cái tờ báo mà nó cái này là có liên hệ với Thiên Chúa Giáo, Ba Lan là xứ toàn tòng Thiên Chúa Giáo, thì họ cũng lâu lâu họ cũng chơi cái kiểu mà thể ra một bài vô giá trị như chúng tôi đã chứng minh trên. Nhớ rằng mỗi một lần mà các linh mục hoặc là những cái người Thiên Chúa Giáo, quý vị đừng có chối cãi, quý vị là những người hở ra, có việc gì là quý vị đem Cụ Hồ ra, quý vị bị kết tội một cách vô lý, thì chúng tôi xin những người, những thế hệ sau này, chúng ta phải biết những cái lý luận này để phản bác lại những cái người mà cố tình sửa lịch sử, sửa đổi lịch sử, từ một người có công, từ một người anh hùng trở thành một người có tội. Và họ cứ làm như thế đó, họ cứ làm mấy chục năm nay, cả nửa thế kỷ nay, họ tiếp tục, họ cứ đem những cái người có công họ làm như người có tội, và họ đem những người có tội của họ là họ xóa sạch hết, chúng tôi gọi là cách mạng xóa trắng hết để mà họ xóa tội hết. Họ nói đủ thứ chuyện lý do, nào là hòa hợp dân tộc, nào là tôn trọng tự do tôn giáo, đủ thứ chuyện mà chúng ta phản ứng lại, thì họ nói là chúng ta chia rẽ dân tộc.
Đó là những cái chiêu của họ rất là vô lý, rất là nghịch lý. Chúng ta phải nắm vững những cái lý luận này để phản bác lại, để đem lại cái sự thật, chứ không phải là để gây chuyện. Tại sao họ gây chuyện thì chúng ta lại bênh vực? Cái đó là một cái chuyện hết sức vô lý. Những người nào gây chuyện thì chúng ta phải có lý luận, chúng ta phản bác lại mạnh mẽ lên. Và dạ, chúng tôi chỉ có bao nhiêu và xin chúc quý vị tinh tấn và may mắn trong năm mới. Dạ, kính chào quý vị.